chào anh em đam mê VCB. Lời nói đầu tiên là chúc sức khỏe anh em. Giới thiệu tới anh em một loại kẹo kẹo mềm em vừa nhập về được, vừa đóng ra được. Thì bây giờ em sẽ đưa lên cho anh em xem để anh em chứng kiến. Đây là loại kẹo mà em mới nhập về, em vừa mới ra được cái bộ khuôn này. Rất nhiều. Nhìn như vậy là rõ hơn. Bây giờ em bóc một viên bất kỳ cho anh em xem. Rất đẹp, kẹo rất đều đẹp. Kẹo này là 552.22 552. Anh em nào xài cái dạng cầm 552 á, mua loại này là ok rồi. Kẹo đẹp, bóng, hai dĩa. Đó. Như nhau ha, đều. Đó. Đều đẹp, không bao viên. Kẹo này khi đóng ra là những cái viên mà nó bị lỗi, bị mót, bị bao viên nhiều, mà khi xử lý không được á, là loại luôn. Mình không có sử dụng những cái viên đó nữa. Mình chỉ dùng những viên nào cảm thấy ok. Ví dụ như 10 thì mình cảm thấy viên nó 7 đến 8 là mình lấy ha, lấy từ 7, 8, 9, 10. Chứ mình những cái viên mà nó bị lỗi này kia là bỏ ra. Sau khi xử lý mà xử lý không được là mình sẽ bỏ ra. Bây giờ bóp thử cho anh em xem, bóp bằng đầu ngón tay ha. Cầm cái thế này. Đó. Móc ha, bóp nhẹ là nó sẽ móc. Bỏ ra không chính nhầm. Bây giờ bóp một viên bất kỳ. Váy rất là đều đẹp, hai thành váy kẹo của nó đều đẹp này. Anh em thấy không? Chúng tạo là cái khuôn này cũng rất là chuẩn. Đó. Còn đầu, bây giờ mình quay một phát cái đầu. Đầu đối xứng. Thân bóp cũng đẹp ha. Cổ, cái này là cổ nè. Đây, còn cái đầu thì anh em coi cần cẩn thận nè. Mình đưa lên có một viên, nó không có lấy nét cho mình nè. Anh em nhìn nè, cái váy nè. Thấy chưa, đều đẹp ha. Đó. Mà được một cái kẹo này á, nó rất là mềm. Nó là chỉ dây sản xuất ra nên nó mềm. Mà bóp cho anh em xem ha. Bóp nè. Đó, rất mềm. Thế anh em, đây là 5.5 ha. 4.5, 6.5 em có hết. 6.5, 5.5 em có nè. 5.50, 5.52, 5.54, 5.56. 6.5 em có loại là 6.5 và 6.40. Anh em nào xài cầm lâu rồi mà nó bị mòn thương á, bắt đầu bắt buộc là phải lên kẹo á, tăng to dần á, thì em có luôn ha, liên hệ em. Người ta bán sao thì em bán giá vậy. Anh em mua thì cứ mua thôi. Kẹo đây là ship code nha. Ship code nha anh em. Bóp cái nào móc. Rồi đó, ok, chào anh em.